Quan Vũ. Dư luôn. Phóng lợn. Hai tuổi rồng thì chơi cái bộ này là đẹp. Cái bộ này nếu nguyên bách xanh là tất cả đây là toàn bách xanh đúng không? Bách xanh 100% chỉ dắt dâu thôi. Cái dâu này dắt còn nhiều lắm. Đỏ, đen là gỗ chắc là gỗ quý hiếm nhất. Đắt hơn bách xanh rất là nhiều. Làm nó rồi, anh em mình cùng xuất phát đi Xuân Mai nhá. Đi Hòa Bình nhá. Quá hay các bạn. Hoàng hôn đẹp lắm mọi người ơi. Xuống dưới này mát thật nhỉ. Mát như là ngồi trong điều hòa. Đây là lúc thiền thừa như vậy, thiền thừa như Việt Nam gọi là cóc. Đấy, thiền thừa gỗ bách xanh này. Đây bức phi nạn đứng gốc cây tùng này, để ô thiền bách xanh này, nó to lên. Đây là... Nhưng cái này là mình sơn hết rồi đúng không? Sơn hết rồi, còn mộc nữa đúng không? Mộc xong, anh sẽ giới thiệu về mộc xong. Còn đây là phi nạn kéo bao này, cùng gỗ bách xanh này. Kỷ ở dưới là bằng gỗ xà cừ. Tức là cả bộ này luôn? Không, cái này là bằng xà cừ. Ừ. Còn cái trên này là 100 con bách xanh mộc châu này. Nhưng mà nếu như mà mình bán là cả đế và cả đi, đi kèm cả đất. Luôn. À, đi kèm cả bộ đất. Luôn. Okay. Tất cả đây là đi kèm đất. Đây là kẹ. Đi kẹ bách xanh này. Đặc biệt kẹ là bách xanh này. Còn đây là bức gì nào? Tam Phúc. Gì là Tam Phúc? Vác Đào. Cái bộ bách xanh này, mộc châu này. Còn cái này là nó chỉ nguyên thế nào thôi, phúc đế biết không có cái gì đúng không? Còn cái này là phúc Phật Quan Âm mà bách xanh dưới là có đế, đế là bằng gỗ xà cừ, bách xanh là bằng sụt nu sụt bách xanh. Nhưng mà sao nếu không làm hết tất cả bách xanh mà nó chỉ làm một là ra là cái bách xanh nó giá trị nó cao chứ là giảm giá thành đi, tức là giảm giá thành đi thì là mình làm cái kệ nó bằng gỗ khác ấy đúng không? Đây là một đôi đấy, một đôi đúng không? Có nghĩa là miền gọi là nhị phúc đấy, có 5 tiểu đồng bách xanh mà toàn bộ bách xanh mộc châu nhé. Tức là cả một cái khung này là toàn là gỗ bách xanh ấy đúng không? Tất cả ra đến kia đúng không? Đây là bách xanh, là bách xanh chìm này. Hàng đen ghép ở đây này. Đây này. Ghép được cái này nguyên phối? Đâu, ghép đây. À, có một tí đoạn này là ghép của cái bức này thôi đúng không? Còn dưới này vẫn là sạc từ đúng không? Đây là bách xanh này, liền phối rất này. Đây là cái kệ để tăng ca nói thôi. Đây em thấy cái dòng này hay dòng lên cũng là bách xanh này, dưới là sạc cừ đấy, nó như là sạc cừ ghép từ thứ ba. Dòng này là ý nghĩa của nó là gì? Phong thủy thì nó hợp với thứ là phong thủy vật, à tức là gọi là hợp với tuổi rồng. À, những ai mà với những ai tuổi rồng thì sống là chơi cái bộ này là đẹp. Cái bộ này nếu nguyên bách xanh là tất cả đây là toàn bách xanh đúng không? Các mình chăm chăm chỉ dắt dâu thôi, cái dâu này còn nhiều lắm. Còn đây là cá gỗ hương này. Còn à, đây này ừ. Sang chuyển sang là gỗ khác rồi à? Đây bức cá gỗ hương này. Còn đây là gỗ chắc này. Gỗ chắc ấy. Gỗ chắc này. Gỗ chắc đỏ đen. Đây là gỗ mai điểu, gỗ chắc đỏ đen. Đấy. Ừ, cứ có màu đỏ này. Đỏ đen là gỗ chắc, là gỗ quý hiếm nhất, đắt hơn bách xanh rất là nhiều. Là nó đi cùng là chỉ có cả kỷ, cái kỷ này dưới là bằng sạc cơ biển. À đấy, cái kỷ dưới là không phải, nhưng mà đây là sơn màu vào thôi, sơn màu thôi, chỉ có gỗ ở trên này thôi. Nguyên bộ là điền phối là đi là một đôi này đúng không? Một đôi này, một đôi mai hiểu này,
đấy, cái này trong là, với cả cái này công phu đủ thì chú biết là móc thì trong cũng là kinh mong kinh thủ luôn đúng không? Cái này là, mà nó vẫn là một viên 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 khối viên khối luôn chứ không ghép gì đúng không? Không ghép gì cả. Mỗi cái bệ này là không phải đấy. Nguyên khối luôn đấy. Nguyên khối. Thử 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 nào. Ủa nặng lắm. Ủa rồi. Đấy. Nguyên khối. Vai điểu. Đấy cả một cành vững chắc. Ủa này. Làm lên. Ôi nặng nặng. Cái này là giá trị nó được. Hơi cạn rồi. Đây là bách tranh một gốc cuối cùng này. Lúc này là thợ đục là kén. Bách xanh luôn, thợ đục này, bức này là kém bức này. Bức này em thấy giống bức ở ngoài mà. Không, nó cũng là bách xanh nhưng mà đây đều thợ nó làm kém. Còn đây là bức đi hương rồi. Ờ, ok. Bức hương này. Bức hương này cũng là trong trong nhóm mà cũng có hàng quý hiếm. Nhưng mà em thấy là cái bức này nhá, là không sơn thì cái này là đâu, nguyên đây, trần đấy. Đây là sơn, có sơn nhưng mà nó sơn nguyên vân gỗ. À, không sơn bóng, không sơn bóng. Bức này nó nặng vào khoảng xem nào, nó khoảng mình là khoảng 70-80 cân. 70-80 cân, 70-80 cân nhé, 70-80 cân nhé. Không biết được. Buồn. Như kiểu là gỗ hóa thạch, là đá rồi. Này là lúc chưa đục của nó là 113 cân. Bây giờ đục xong rồi thì là nó còn nhẽ còn 80 cân. Đấy. Có mùi thơm rất dễ chịu. Đây để nguyên rồi. Không nhưng mà cái này thật thôi. Em thấy là hình như là thường là phải ví dụ như là mình muốn nó thơm hơn nên là phải cạo 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 nó ra xong rồi nó sẽ ra mùi thường, đúng không? Thường thường là để nguyên mộc mà không sơn thì nó sẽ như cái có mùi mùi thơm. Thôi nhưng mà tiện thể là xin xin phía của ông Thượng Hải sờ bụng và sờ đầu tiền cái. Đây là hoa bách xanh này. Cái này là viền của ôi để xuống bằng cư cơ hiện lên là nhé. Cái này là hình như là nếu em không nhầm mà nếu cũng to như là nó cao 1.5 đúng không? 1.5 đúng không? Nhưng mà bách xanh nguyên lên đúng không? Có nghĩa là nguyên từ phần này. Ấy đỏ nắc má. Đẹp, con nhà nguyên từ con sản xuất cả loại này. Ok, loại đấy từ từ anh ạ. Để từ từ chứ đi hết cái gỗ chín ấy. Còn có cả cái loại này. Đũa bách xanh. Đũa bách xanh. Đũa bách xanh nguyên okay. Nguyên 100%. Mở ra mùi thơm sướng luôn này. Đấy, bách xanh. Đúng chuẩn luôn. Thơm, rất thơm nhá. Mà thơm mà nó lại vị thơm nó thoang thoảng thôi chứ không phải là nó nồng lắm. Muốn để đảm bảo là không bao giờ không mốc mát không được, dùng thoải mái. Thế nhưng mình vừa ăn cơm ở nhà không có dùng toàn bộ bách xanh. Còn đèo là sớ hết rồi. Đây là cái gỗ chắc, đàn na gỗ chắc. Đây à? Đó. Anh không đóng tiền vào đấy, nó có đúng cái nhỏ anh cho cái bàn. Còn đây là ốc này là nó quản ra gỗ bách xanh. Đẹp nhỉ. Nó quản ra bộ bách xanh. Còn đây hai đụng bàn ghế gỗ. Hai bộ hàng này là hàng của đồng kinh đóng đấy. Hàng của đồng kinh đóng. Có thể là như thế thì là anh là liên kết à? Cái này là của cả đồng kinh thì là gốc hai của anh ấy chủ yếu là hàng của tao chất lượng đấy. Hàng mẫu đất. Cái này là trầm tốc trầm đường trầm của dân trầm ngang nó tạo thành
Đây là tất cả là cái xanh. Cái xanh của size 180 hạt là đeo tay này. À. À. Đeo 4 vòng. Để đeo 4 vòng, 5 vòng cái gì đấy đúng không? Và cái nhỏ nhỏ này đi. Còn đây là gỗ huyết long này. Gỗ huyết long là tiền của nó. Bỏ điện thoại. Soi là đỏ đúng không? Đó, huyết long này. Bóc này đi. Đấy, thấy không? Đây, lên là nó sẽ đỏ chót lên này. Đấy, đấy. 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 Đấy là huyết long là chuẩn. Còn đây, những cái này thì là của, ví dụ như là của bạch xanh hay là gì đấy, trên tóc, trên tóc, trên tóc rồi toàn là bạch xanh này, nhưng mà rất thơm nhé, rất thơm. Đây ở đây có loại này, à cái này là để sông trầm ấy đúng không, lư sông trầm, đây là tầm, sông trầm huyết long này, đây lư sông trầm huyết long này, đây là gỗ hương này, đây là bạch xanh này. Đúng rồi. Tôi thì nhìn gỗ thì nó khác hẳn với những cái này mà, đúng không? Cái này thì là gỗ, này là gỗ này. Bút đây luôn. Là, đây là mun sừng này. Gian xì mun sừng này. Đây là ngọc am này. Ngọc am này. À đây nha. Giới thiệu cả nhà là ấy, bút này là bây giờ là sử dụng được luôn đúng không anh? Sử dụng luôn. Đây là bách xanh này. Bút này chỉ dành để ký thôi nhá. Thay lòng thoải mái. À. Ký thôi. Nhưng mà đúng chất lượng. Này. Ruột thì không nói, nhưng cái quan trọng là cái vỏ bên ngoài là đây là huyết long gỗ này. À đâu? Đây là gì nhỉ? Ngọc am, nu ngọc am. Gỗ rất thơm nhá. Người nu ngọc am rất thơm. Mình cũng muốn ký. Còn đây là tinh dầu rồi. Tinh dầu nước hoa. Đấy, tinh dầu bách xanh này, loại này là loại 20ml này. Dạng xịt này. Loại 10ml này, dạng xịt này. Loại giỏ giọt để xông phòng này, dạng xịt này. À. Đấy, loại để ô tô này, treo xe này. Là rất nhiều loại đấy, đúng không? Đấy. Còn đây là tinh dầu xả này. Đây là tinh dầu quế này. Quế này. Tinh dầu xả Java này. Còn đây là mình xả chanh với xả Java nó khác nhau. Nhìn chỉ là những cái màu đặc biệt nó khác với những cái loại đây này. Đây là quế này, đây là xả chanh và đây là xả Java. Cái này là từ gỗ. Nếu như không nhầm là những cái sản phẩm này là sẽ từ gỗ thì nó sẽ có màu này. Còn nếu mà những cái này thì là chắc là kiểu như là xả chứ các thứ nó không phải là gỗ, nó không phải là hương. Tôi cũng chưa nhận được bánh vàng này, nhóm 1 của Việt Nam này. Đấy, cái bánh vàng này, đây bánh xanh này, tất cả bánh xanh này. Tinh dầu quế. Đây, tất cả bánh xanh này. Nhưng mà cái này quay lại một tí, cái này là nước hoa đó. Thì, đó là tinh dầu, nó có nghĩa nếu như mà nó, một nọ này ra để mà chiết ra nước hoa thì rất là nhiều. Có nghĩa là pha chế rất là nhiều. Nhưng đây còn nếu mà mình thích dùng nguyên chất. Nguyên chất, đây là của nó nguyên chất. Cái này kết này, cái này thì cái dạng sạng xịt này. À đấy, xịt. Rồi là rất thơm này. Đấy, camera men là kiểm chứng nhá. Nhưng mà còn đây là thơm, thơm thật. Cho em hỏi tí, em cũng thấy là cái này bởi vì là nó có một cái đặc biệt là nó khác luôn. Là thế là bởi vì là làm nguyên chất này. Có một chất thơm này. Này thì có thơm thì chắc là phải một tháng hết. Cái này là cái này là như người ta đưa vào đụng xong có nghĩa là cắm cái đụng vào đây để xông trầm. Đấy. Trong phòng kín ngồi thưởng thức trà thì khói nó sẽ xuống đây, nó chảy ra.
cái này là để mình lụm trầm đấy, nó cắm lên này đúng không? Đấy. Thế thì cái này thì bên cạnh đấy thì anh cho xem cái lụm trầm có đây đây, cái lụm trầm đây. Đấy. Lụm trầm ở đây. Đây lụm trầm bách xanh. Lụm trầm là ấy, bây giờ là đấy. Của nhà mình là chỉ nguyên bách xanh thôi đúng không? Nguyên bách xanh. Nguyên bách xanh. Để mình lấy đây chúng ta bắt chơi là 3 1 3 5 7 9 để theo hàng rồi để tùy duyên đấy, cái cháo này đấy, nhớ chơi còn ở cửa hàng mình bày ra là bày đúng rồi là bày gọi là từ thấp đến cao ở đây đúng không? Còn đúng rồi, chơi chơi dọc. Còn đây là hai cái bình phú quý bằng bách phú xanh. Phú quý bách xanh Mộc Châu. Đấy, cái này cũng từ trên thả xuống à? Không, không, cái này để cái, chơi cái này để ở ban làm việc thì một cái tầm một hòn bi ở tròn đấy. À, đúng rồi, còn một hòn bi tròn nữa. Nhưng hòn bi tròn chưa cầm cầm cái đấy. Nhớ cái này là chưa đủ một bộ. Và cái này gọi là cái này, hai bên nhau. Có một chơi 1, chơi 3, chơi 7, 5, 7. Nó còn thiếu. Đây là di nạc để ô tô này. Hả? Vân theo được cái hình luôn. Đây cũng như làm rồi. Đây bút tam phúc này, cũng như là tam phúc này. Cái này cũng là gốc rồi. Cũng là gốc, hàng gốc. Gốc bách xanh. Bách xanh đất. Đây gốc thì còn nụa, nhưng còn nụa. Còn đây là một cái gốc xanh ở trên hàng là hàng chung chốt. Hàng chung chốt. Hàng chú trước là này. Em có ra là em cũng cái hiểu cái này lắm. Cái nó chun đấy đúng không? Đây chú vật còn chủ nhà đây. Cái này mới là cái mà hiện tại là hôm nay đang hot này. Nhà giới thiệu cả nhà. Đấy, đấy, ngang bách xanh này. Tớp thơm và tàn của nó thế nào ấy nhỉ? Cái này không có đậu tàn đâu, không có tàn. Có nghĩa là cháy đâu, còn đậu tàn thì là phải thêm axit như này là 22 thứ như này bột cháy vào cùng khoảng 3 cái ngâm với cái que này thì nó sẽ cuốn tàn. Còn đây của nhà làm nguyên chất không có tàn. À, cháy nó dụng là không tàn luôn là thế em tưởng là ví dụ như là như này ngày xưa thì nó tổ chức là cắm hương lên thì nó phải cuốn xoắn xoắn thì chủ yếu là axit, mà axit thì rất hại cho da và mắt, lại ảnh hưởng đến phổi. Tức là nó có hại. Còn đây là mình là nguyên chất của gỗ, cuốn 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 xoắn cái cuốn vừa phải nó không axit ví dụ như 4 tiếng hay là 6 tiếng hay 8 tiếng thì nó khác. Rồi càng lâu thì nó càng kín thì nó càng bây giờ mình chúng ta phải đổ cái lọ axit ở vùng ô tô hay xe máy ra sao trẻ que răng tăm này chọc vào đấy ngâm 15 phút đốt có nghe cho vào cái cửa đốt luôn tạm không quên không khí nào luôn ở sao mà em thấy là lúc đó ở trường đang bán ở đây quán tập có án nước rồi ấy thì một bó như này chắc nó khoảng độ tầm 15-20 nghìn thôi đúng không? Một bó này nếu mà nhang của mình hiện tại bây giờ nếu như ra ngoài kia nếu mà đóng vào gói đóng hộp thì nó được tầm 160. Đấy, nhưng ở ngoài đấy nó là ướt tạc, nó không phải là gỗ. Tạc, tạc là ướt tạc, tạc là ướt tạc, tạc là ướt tạc, tạc là ướt tạc, tạc là ướt. Ở đây giá sẽ bao thị trường nhé. Giá bao thị trường? Đúng là giá. Đảm bảo là rẻ nhất. Còn đây là cũng như là mắt xanh này, nhà tôi này. Phần này là ghép cái cây này này. Đấy, và ghép bên này. Mình ghép cái cán này, còn toàn bộ viền tất. Đây viền 100% này.
mình bức bách viên dài áo 100% này. Bức này là bách kia ghép mất cái chân, nó đứng không vững là ghép mất cái chân ở dưới này. Các anh sửa này. Wow, nữ chân vào đây này em nhá. Còn em thấy hết bước này rồi. Những người thật đấy đúng không? Đẹp không? Đấy, thợ làm mặt ok. Đấy, này, đến đây là liễu đúng không? Hay là tùng tùng? À tùng tùng đúng không? Đấy, nhìn này, vân này. Fancy. Đẹp tuyệt vời luôn này, quả đào này. Này thì chê vào đâu được? Này, nhìn chú. Cái này là chú tiểu tiểu đúng không? Tiểu đào. Này, nhìn mặt này. Tạ này. Không có gọi là không có vết gì luôn này. Là hôm nay thực sự ra là xuống được sờ vào như này, nhưng mà chắc là mình sẽ được hưởng lây đấy, mình sẽ phát lập phát tài đấy. Đây vẫn là tùng hay đúng không? Ừ, tùng, tất cả là tùng. Đạt ma sư tổ đấy đúng không? Bên này đấy cũng vẫn là cái mà ngắm nhất đấy trong nhỉ? Bên xanh đây là 99%. Quan Quan Vũ. Dư luôn. Ngoài ra là còn cái thứ ông đứng theo này. Phóng lợn. Cái này nó chứa vào cái quả rồi. Cái bức sông trầm này là nó sẽ chảy từ trên này từ lên xuống và không đúng rồi, bán trầm là cái sông trầm này là cái quan trọng nhất mà này này bức bìa rất là nhiều ông thích được chưa chưa bán sợ thì chưa bán không mà như này thì không là giá trị đã giờ đang có những trưởng thị trấn này nó còn thích lắm thì được. Bức này cái này nếu mà thẳng cân Nga bây giờ nếu như mà nó cao rồi nhưng mà vâng nếu như mà bây giờ mà mua bức này thì nó rơi vào khoảng khoảng đi bằng bức này như hiện tại giờ thì người ta bán ra 8 triệu. Đấy, 8 triệu bức này 8 triệu nhưng mà cái nói chung là nếu như mà so với cái công đục đẽo ấy thứ đúng không thì bức này này nó là giá là nó ở mức thấp đấy. Bức này là anh riêng anh thuê thần công đục bởi vì nó đục chuyên môn cho mình rồi, là bức này là anh thuê là 5.7 triệu cái công đục rồi, còn chưa tính tiền gỗ tiền đi lại nhưng họ yêu đấy mình đục thẻ là nó xa này. Còn nếu thực ra là đục bức như này mà vật như này thì không có giá như thế. 5.7 triệu gỗ đây là bách xanh đúng không? Đây là tăm. Con này kẻ tăm, tăm bốc đưa vào bộ thương. Tăm bốc đưa vào bộ thương. Rồi, cảm ơn anh Sử rất nhiều nha. Hôm nào mà ví dụ như có dịp mà xuống đây em đưa phụ huynh xuống này. Xuống nhớ giảm giá nghe nha. Nhất trí chú giảm giá đầu tiên rồi. Đấy thì
gọi là cái địa chỉ ở đây ấy, thì anh mình cũng mới mở thôi. Nếu như mà muốn anh em ở xung quanh hay là mọi người đến mua thì địa chỉ ở đây thôi. 138/7 Cung Tân Bình, sân bay. Cho xin số điện thoại đi, đúng không? Chắc chắn phải có số hotline rồi. Có vào đồ gỗ Minh Giác, đồ gỗ Minh Giác, phong thủy Minh Giác là có số điện thoại ở trên đấy. Nhưng để đặt luôn số đi, có những người số điện thoại đi. Hotline gì vậy? Số của em luôn hay là của anh Sử luôn cũng được chứ. Có số 0969198599. Rồi, ok rồi. Say mà phải vẫn nhấn mạnh lại là cái số 99 ở cuối 599, chúng ta muốn hai lần số rồi. Xong hai số. Thôi bây giờ thì xin phép anh em nhé. Bây giờ anh em mình tạm dừng cái video clip ở đây. Có gì thì anh em ủng hộ thì cứ vào phần giới thiệu mình có để link ở bên dưới và số điện thoại của anh Sử ở đây. Anh Sử đây và của địa chỉ của cửa hàng là Thế Giới Gỗ Mỹ Nghệ Phong Thủy Minh Sang nhé. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người nhé. Anh Lực, đã ủng hộ nhé. Lực và anh Sử nhá. Cảm ơn nhá, tạm biệt.